Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay có lẽ là quý vị cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì là nó có liên quan đến một cái sự việc mà trong số những Việt kiều về nước thì người ta đã gặp phải quý vị. Thái Võ xin được nhắc lại là quý vị cần phải hết sức lưu ý cái thông tin này, bởi vì là thực tế nếu như mà quý vị bỏ qua, nếu như mà quý vị mình không nghe, mình phớt lờ đi, mình không xem, thì rất có thể là một ngày nào đó cái chuyện này nè nó sẽ xảy đến với mình. Thì cái đó là một cái điều mà mình không thể biết trước được nha quý vị nha. Và trước khi mà đi vào thông tin này, ngày hôm nay thì Thái Võ xin được cập nhật đối với hai cái mệnh giá đô la là đô la Mỹ và đô la Canada đã được Thái Võ đổi ở chợ đen. Theo đó thì vào ngày hôm nay thì với một cái tờ 100 đô la Mỹ này ở trên thị trường tự do, người ta sẽ đổi được cho quý vị là 2460, tức là 100 đô thì mình sẽ đổi được là 2.460.000. Còn với tờ đô la Canada này thì trong ngày hôm nay là ngày 4 tháng 2, tức là ngày Chủ nhật và cũng là ngày 25 Tết tại Việt Nam, ở trên thị trường tự do thì mình sẽ đổi được với giá là 1810, tức là 100 đô thì quý vị sẽ đổi được là 1.810.000. Và nhận thấy là cái mức giá này so với tuần trước đó, nhìn chung là nó giảm quý vị. Vào tuần trước thì hình như là đô la Mỹ là đổi được 2.500.000 lần, 2.500.000 lần. Canada thì tuần trước cũng tăng nữa, còn tuần này thì bắt đầu là thấy là nó giảm đi nhiều quý vị. Như vậy thì Tết nhất thì cũng sắp đến nơi rồi. Bà con Việt kiều mình khi mà mình đi về nước á, nhất là những ai mà chúng ta có của cải tài sản, mình có vàng dòng, mình có hột xoàn, kim loại đá quý gì đó, mình đem đi về nước, đi theo mình. Nhất là những cái lúc mà quý vị đi đổi đô như thế này nè, có những người ta thấy là chẳng hạn như là cái chiếc nhẫn hột xoàn đi cũ quá, cho nên là người ta mới đưa cho ở cái chỗ tiệm vàng, người ta xi cho mình luôn. Xi là đánh bóng, là làm mới á. Đặc biệt là quý vị phải nên cẩn thận nha. Cái này Thái Võ cũng xin lưu ý đến tất cả mọi người, bởi vì là mấy cái hột xoàn kim cương quý vị, nói chung là nó mắc tiền lắm. Nếu mà người ta chịu, người ta nhận, người ta đánh bóng rồi mình đứng đó mình đợi mình lấy liền luôn thì được. Chứ mà cái thời buổi bây giờ nha, nhiều khi mà hẹn mình qua 1-2 ngày sau mình quay trở lại mình lấy đó, ra nó khó nói lắm. Nhiều khi mà gặp mấy cái tiệm nào mà đại loại là người ta không có uy tín nè, hoặc là người ta tham, người ta cháo cái hột xoàn của mình rồi người ta thay một cái hột xoàn khác vô, thì lúc đó khó nhận biết lắm quý vị. Bởi vì là bây giờ nè, cái hột thiệt với cái hột giả quý vị thấy là nó đâu khác gì nhau đâu. Phải là cái dân trong nghề thì mới biết, chứ mà tai ngang như mình sao biết được quý vị. Bởi vì là thực tế đó, cũng đã có những cái trường hợp Việt kiều đi về nước thì cũng đã bị những cái trường hợp như thế này rồi chứ không phải không. Và cái kết cục là từ cái chiếc nhẫn của mình là đồ thiệt, đồ mua mắc tiền, có giấy chứng nhận đàng hoàng, mà cuối cùng là bây giờ lại biến thành cái đồ giả quý vị, đem cái chiếc nhẫn giả đi về lại nước ngoài. Quý vị thấy ớn chưa? Qua đó thì bây giờ nè, Thái Võ xin được nói rõ trước là đây không phải là một cái thông tin từ báo chí hay là truyền thông người ta ghi nhận, mà đây là một cái bài post ở trên một cái hội nhóm người Việt tại nước ngoài. Và chị này thì chỉ đã chia sẻ cho cộng đồng có thể được biết, được cảnh giác chú ý quý vị. Với cái nội dung sự việc thì đã được chị Việt kiều này đã cho biết như thế này đây. Chào chú bác anh chị em quận Tân Phú và khắp nơi. Tôi là Việt kiều Na Uy, về thăm gia đình. Được người em giới thiệu lên đổi đô ở tiệm vàng Kien. Có nghĩa là cái tên tiệm vàng thì Thái Võ xin được giấu tên quý vị, vì là mình không có muốn dính líu đến những cái chuyện phiền phức. Khi mà đổi đô thì tôi có gợi ý là muốn đánh sáng cái chiếc nhẫn hột xoàn 5,4 ly thì được em nhân viên ở tiệm, em nhân viên này tên là chữ T, có tên đàng hoàng nha, nhưng mà Thái Võ xin được giấu tên. Em nhân viên rất là nhiệt tình giúp đỡ gỡ tháo cái chiếc nhẫn ra. Em T đã dùng kem khó khăn lắm mới tuột được cái chiếc nhẫn từ tay. Lúc này thì tôi có nói là nhẫn hột xoàn mà muốn đánh xi đó thì tôi sẽ đứng đây tôi chờ tôi lấy liền luôn, do là tôi sợ bị cháo hột.
Thì em nhân viên mới trả lời là: "Tiệm lớn uy tín như vậy nè, không có ai mà làm vậy đâu chị." Và em cũng có cho biết thêm là: "Ở đây đánh xi thì không có lấy liền được." Và em cũng yêu cầu tôi là cho cái số phone, cho cái số điện thoại, để khi nào mà chiếc nhẫn xong đó thì em sẽ gọi tôi đến đó nhận. Do là ở bên đó thì tôi mới về, cho nên tôi không có nhớ cái số điện thoại. Mà cái sim này nè là cái sim của nhỏ em tôi, nó cho tôi mượn. Và rồi mọi cái thỏa thuận đã xong, tôi mới ra về. Cho đến qua ngày hôm sau, do là tôi không thấy tiệm người ta gọi cho mình tới lấy, cho nên là tôi mới lên sớm ghé tiệm để mà tôi lấy luôn. Lúc đi thì trong lòng của tôi cũng nghi là cái chiếc nhẫn hột xoàn của mình có thể là sẽ bị cháu học thiệt. Đến tiệm thì tôi có nói với nhân viên ở tiệm là: "Sao mà cái chiếc nhẫn hột xoàn của chị á, sao mà không có ai, không có nhân viên nào gọi báo cho chị tới lấy hết vậy?" Lúc này thì anh quản lý ở tiệm đó mới nói lớn miệng. Tiệm người ta là tiệm lớn, làm ăn cũng uy tín đàng hoàng, không có ai mà đổi của chị đâu. Chị đưa làm sao chúng tôi làm vậy thôi à. Thú thật thì khi mà cầm cái chiếc nhẫn ở trong tay thì ở trong lòng tôi cũng không có yên chút nào hết, không có được yên. Cho nên tôi mới yêu cầu là chụp lại cái tờ biên nhận trước khi mà tôi gửi tiệm. Trên đường mà từ tiệm đi về, tôi có ghé vào một cái tiệm vàng bạc đá quý PNC trên đường Lũy Bán Bích và nhờ nhân viên tại tiệm PNC này xem giùm cho tôi, cũng như là kiểm tra cái hộp xoàn của tôi, xem coi đây có phải là cái hộp xoàn thiệt hay không. Thì bất ngờ là người ta báo với tôi đây là cái hộp đá. Tôi rất là sửng sốt vì cái sự ngờ vực khả nghi, cho nên tôi mới quay lại tiệm Kien, tiệm vàng Kien, quay lại một lần nữa. Tại đây thì tôi mới báo cho nhân viên biết là cái hộp xoàn của tôi đã bị cháu hộp giả. Trong lúc bực tức cự cãi một hồi, không có giải quyết được gì hết, tôi có để lại cái chiếc nhẫn và nói là chiều nay tôi sẽ quay lại để giải quyết sáng tỏ cái chuyện này. Nhưng có một điều không ngờ là công an phường ở nơi tôi sống mới chịu gấp tôi, gọi tôi đầu giờ lên gặp. Tôi đã trình báo là tôi bị cháo cái hột thiệt, nhưng mà bên công an có nói là cái chứng từ tôi là bị thua vì cái giấy xác nhận thì không có cái hột xoàn. Và đúng thật là như vậy, tôi không có để ý vì là tôi nghĩ tiệm lớn thì ai đâu mà làm vậy với khách hàng chi. Còn ở phía công an thì người ta có nói là người ta sẽ không giải quyết được cho tôi và chủ tiệm vàng Kien. Sau đó thì bên công an có đề nghị tôi với chủ tiệm là nên thương lượng và cho ra một cái giá thỏa đáng. Chủ tiệm Kien thì có nói đó là sẽ hỗ trợ cho tôi 12 triệu. Nhưng mà cái hộp xoàn của tôi thì lại trị giá lên đến 102 triệu. Thậm chí là chủ tiệm thì còn buông lời, nói với tôi là có nhận nhận, còn không nhận thôi. Và lúc này thì ở bên phía công an thì có nói với tôi là tôi hãy nên làm một cái đơn, một cái tờ giấy báo kiện, cho đến lúc cần thì tôi phải có mặt ở đó để mà giải quyết. Tôi thì tôi không có ngại đưa ra ánh sáng cái chuyện này, vì thực sự tôi là người bị hại mà. Và tôi cũng có giấy tờ đầy đủ biên lai của cái hộp xoàn thiệt ở Na Uy đàng hoàng. Thú thật là cái chiếc nhẫn này là cái chiếc nhẫn cưới của tôi. Tôi đã giữ trên 20 năm. Do là tôi sống ở nước ngoài, không có tiện cho lắm về cái chuyện đi tới đi lui đi về Việt Nam. Cho nên là tôi đã đành chấp nhận 12 triệu đồng trong một cái sự ấm ức. Tôi muốn nói ra đây để cho mọi người có thể cảnh tỉnh, không tin vào tiệm vàng Kien, không tin vào tiệm vàng Kien này. Dù là cái tiệm bề thế như thế nào đi chăng nữa thì khả năng người ta sẽ gạt mình thôi. Đó là cái bài học cho tôi, và tôi mong mọi người không bị cái tình trạng bị gạt như vậy. Và có lẽ là sau khi mà quý vị mình đã nghe qua cái sự việc này, chắc chắn cũng sẽ có người hỏi là sao mà Thái Võ đã đăng lên rồi mà không nói ra cái tên tiệm để cho bà con mình biết để mà tránh. Thì Thái Võ cũng xin thưa đó. Thứ nhất là mình cũng không có biết là trong cái tình tiết của cái sự việc này quý vị, nó có một cái sự quẩn khúc hay là một cái sự khuất mắt gì hay không, cái đó mình không biết. Và đúng sai ở đây thì nó chưa có một cái kết quả rõ ràng quý vị. Ai cũng cho là mình đúng hết. Trong cái trường hợp nếu như mà cái chị này nè chỉ có cái giấy chứng từ chứng minh đó là cái hộp thiệt đàng hoàng đó, thì tại sao chị lại không chịu đi thưa kiện? Thì cái đó là theo như chị nói thì
Do là chị sống ở nước ngoài, cho nên là cái chuyện đi tới đi lui thì cũng không tiện, cho nên là chị chấp nhận chị thua. Mà thua thì chịu thôi. Còn ở phía của tiệm vàng đó, nếu như mà trong cái trường hợp tiệm vàng không cháo cái hộp của người ta thì mắc gì phải đền 12 triệu làm cái gì, phải không quý vị? Còn công an thì cũng không có giải quyết được gì hết, theo như chị nói như vậy. Vậy thì mình có phải là mọi cái thông tin về cái cơ sở tiệm vàng này, cũng như là có lẽ là cái thông tin của chị này luôn, thì tất cả thì chúng ta cũng đều là nói chung là mình không nên công khai ra đâu. Vì nếu mà cái chị này chỉ đã thua rồi mà mình đưa cái tên tiệm ra đó, không có bằng chứng gì hết, thì chẳng khác nào là mình đồng chạm đến cái uy tín của tiệm đó, quý vị. Cho nên thì đó cũng là cái lý do mà Thái Võ xin được giữ lại tất cả mọi cái thông tin cá nhân của các bên. Quý vị cứ xem đây là một cái câu chuyện cảnh giác. Đương nhiên thì khi mà Thái Võ đã chia sẻ lên, tức là Thái Võ đã chụp lại cái bài post này và cái hình ảnh chứng từ mà người ta đăng đó, thì Thái Võ cũng có giữ lại luôn, chụp lại luôn. Còn cái việc đánh giá, nhận xét nè, rồi mình có xem đây là một cái bài học cảnh giác hay không, thì cái đó thì còn tùy ở quý vị nữa. Một lần nữa Thái Võ xin được nói rất rõ, đây không phải là cái thông tin từ truyền thông báo chí, mà đây là một cái bài đăng ở trên cái hội nhóm Facebook mà đã được một người Việt sống tại Na Uy, người ta đã chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình thôi. Và đó là tất cả những gì mà Thái Võ có thể chia sẻ cho quý vị được biết. Đương nhiên là nó sẽ có một số sự giới hạn mà mình không có tiện mình chia sẻ ra, mình không có tiện đưa ra. Kính mong là quý vị hãy thông cảm cho. Và nếu như mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những câu chuyện, từ những sự việc trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ cũng không biết nói gì hơn, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết video này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.